Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo. Tập 101. Chương 1001, động cơ dọc 2. Trở lại phòng của mình, Tô Hạo trước tĩnh tọa luyện hóa linh lực trong cơ thể, sau đó tiến vào quả cầu không gian thiết kế gen tiến hóa. Ở thế giới trước, dùng Á Sơn cùng Phong Thành làm thí nghiệm, tiến hóa của dị nhân có thể nhảy cóc đến cấp 2 hoành hành giả. Sau đó từ cấp 2 nhảy lên cấp 4 cốt ma, lại nhảy đến cấp 6 địa quân. Vì vậy, ta chỉ cần 4 tháng, liền có thể đạt đến hình thái cao nhất mệnh tử. Chờ tiến hóa thành mệnh tử, lại trang bị thêm tiên tri nhân, cái loại năng lực cảm giác sinh mệnh, thị giác động thái. Chỉ cần nửa năm, ta có thể khôi phục lại năng lực cũ, lại thích ứng thêm một đoạn thời gian, có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hiện tại, bắt đầu từ hoành hành giả. Hắn hiện tại đã có năng lực tạo ra tiểu thế giới, thời điểm ngủ say khi tiến hóa, liền trốn vào trong tiểu thế giới, cam đoan không ai có thể tìm được hắn, có người tới phá cửa cũng chẳng sao. Ngày hôm sau, Tô Hạo tiêm cho mình một mũi dịch thể sửa chữa gen, sau đó tiến vào tiểu thế giới ngủ say. Lúc tỉnh lại, hắn đã trở thành dị nhân cấp 2 hoành hành giả rồi. Thích ứng một tháng, có thể tiếp tục tiến hóa thành dị nhân cấp 4 cốt ma, khi đó, năng lực bảo vệ tính mạng của ta coi như lột xác. Lúc này, trong cơ thể của Tô Hạo có thể chứa thêm huyết khí, hắn không nói nhiều lời, trực tiếp dùng nguyên chuyển hóa thành huyết khí, hấp thu vào cơ thể, đem huyết khí bổ sung đến đỉnh phong. Tùy thời bảo trì trạng thái đỉnh phong, cảm giác coi như không tệ. Bổ sung nguyên châu tiêu hao vô cùng đơn giản, hắn lặng lẽ ở trên phi thuyền tìm những vật chất mà người khác vứt bỏ, dùng nó để chuyển hóa thành nguyên. Vì vậy, qua một đoạn thời gian dài, trên Diêu Tinh Hào lưu truyền tin tức có quỷ, khiến người người cảm thấy bất an. Một tháng sau, phi thuyền truyền đến thông báo, hai tiếng sau, phi thuyền khởi động động cơ dọc, mời tất cả nhân viên vào khoang thuyền thích ứng chuẩn bị. Khởi động động cơ dọc, Tô Hạo sững sờ, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, sau đó mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Hắn hết sức tò mò, động cơ dọc là thứ gì, vận hành ra sao, có lẽ có thể nhân cơ hội này hảo hảo quan sát. Yến đội trưởng rất nhanh tìm được hắn, mang hắn cùng tiểu thường đến khoang thuyền thích ứng. Trong khoang thuyền thích ứng bày mấy thứ giống như cabin trò chơi trong manga, tầm khoảng 2.000 cái, như là quan tài vậy, được xếp đặt chỉnh tề. Tô Hạo rất nhanh tìm được vị trí của bản thân, học theo người khác, dùng gương mặt mở khóa, nằm vào trong đóng lại. Sau đó cả thân liền cảm nhận được một cỗ trọng áp, lấy một tư thế cứng ngắc, đưa hắn cố định lại tại chỗ, khó có thể nhúc nhích. Cứ như vậy lẳng lặng chờ, không biết qua bao lâu, hắn cảm nhận được sự chấn động đến từ phi thuyền, một cỗ trọng áp không biết từ đâu kéo tới, đè nặng lên từng tế bào trên cơ thể hắn. Hắn không khỏi kinh ngạc, thầm nói, ồ, đây không phải cảm giác khi dịch chuyển mới có sao. Không sai, loại cảm giác trọng áp này, Tô Hạo hết sức quen thuộc, thời điểm hắn dùng dịch chuyển truyền tống không gian cấp 2 đều có cảm giác này. Bởi vì hắn sớm tiêm cho mình một cái cơ quan cân bằng, lúc này cũng không cảm thấy không khỏe. Không đúng, vẫn có chút khác biệt, trọng áp ở đây so với truyền tống thấp hơn rất nhiều, dù cho thân thể của ta không có cơ quan cân bằng, chỉ cần lấy cường độ thân thể lúc này, vẫn có thể chịu được. Như thế xem ra, động cơ dọc hẳn có quan hệ rất lớn tới năng lực không gian, đây vừa vặn là lĩnh vực mà hắn am hiểu, học không được liền đập đầu mà chết đi cho rồi. Tô Hạo thầm nói, có lẽ là một cách vận dụng khác của năng lực không gian. Nghĩ tới đây, hắn toàn lực triển khai linh niệm cùng xúc tu tinh thần, cảm nhận mảnh không gian biến hóa. Rất nhanh, hắn liền thông qua xúc tu tinh thần cảm nhận được một tia dị thường của không gian là không gian bị nén lại và kéo dài. Một khoảng không gian giữa phía trước cùng phía sau phi thuyền dần dần được hình thành và khoảng không gian này đang thúc đẩy phi thuyền tiến hành gia tốc. Hắn có thể thông qua xúc tu tinh thần quan sát được đường cong cùng lập phương không gian biến hóa, điều này khiến hắn rất ngạc nhiên. Làm sao làm được? Nén lại cùng kéo dài không gian, chuyện này cần tiêu tốn năng lượng rất lớn, một chiếc phi thuyền nhỏ, làm sao làm được điểm này? Điều này hiển nhiên thuộc về tri thức mà Tô Hạo không biết, hắn lúc này đối với động cơ dọc giống với hạm trưởng lúc nhìn thấy Bách Phát Bách chúng vậy. Cảm giác rất lợi hại,
nhưng không biết làm sao mới đạt tới trình độ này. Dục vọng của Tô Hạo lần nữa bốc cháy lên. Sau đó trong đầu hắn toát ra một suy nghĩ, ta nắm giữ lực lượng, có thể thông qua ngoại lực, thực hiện động cơ dọc. Nếu thật có thể không cần phi thuyền, mà dựa vào linh lực nguyên xúc tu tinh thần hoặc thứ gì khác, có thể đạt tới hiệu quả như vậy, vậy Tô Hạo liền có thể tự do xuyên qua lại giữa các hành tinh trong vũ trụ. Điều này cũng có nghĩa là 5.000 năm tuổi thọ, phạm vi có thể sinh sống, liền vượt quá tưởng tượng. Chuyện này thật sự làm ta kích động toàn thân run rẩy. Chương 1002, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, 1. Không gian kéo dài cùng cong cũng phải Tô Hạo chưa từng gặp, ngược lại còn thấy rất nhiều. Bất luận là không gian ở chỗ nào trên tinh cầu sẽ bị ảnh hưởng bởi lực hút của tinh cầu, trở nên uốn lượn. Nhưng mà không gian uốn lượn trước kia hắn thấy cùng không gian uốn lượn lúc này là hai khái niệm khác biệt. Trước kia cảm giác của hắn đối với không gian vô cùng có hạn, phạm vi quan sát chỉ có hơn 20 vạn mét, đối với một khối tinh cầu hoàn chỉnh mà nói, không đáng giá nhắc tới. Như ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy đốm, căn bản không cách nào quan sát được không gian uốn lượn quanh cả khối tinh cầu. Đối với hắn mà nói, không, gian mỗi chỗ cũng không có gì khác biệt. Bây giờ nhìn không gian xung quanh phi thuyền, rốt cuộc cũng nhận rõ hình dáng. Điều này làm cho hắn vô cùng mừng rỡ, trong lòng cảm thán lại gặp được phong cách khác lạ bên trong vũ trụ, thật sự quá kỳ diệu. Hy vọng mỗi đoạn hành trình của ta đều có thu hoạch. Bất quá, nhìn thấy cũng không có nghĩa là hắn sẽ lý giải được nguyên lý không gian uốn lượn, từ đó áp dụng vào thực tiễn. Hắn tự nhận mình còn kém xa lắm. Chuyện này dính đến kiến thức thiếu sót của hắn. Dù sao lợi dụng mô đun không gian để tiến hành truyền tống cũng là lợi dụng không gian kéo dài cùng co lại để di chuyển. Tuy rằng dính đến nhân tố không gian, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, đây thuộc về hai vấn đề khác nhau. Cả hai thứ có giá trị tham khảo rất lớn, có thể để hắn lấy tốc độ cực nhanh học được nguyên lý cùng lý giải trong đó. Nhưng mà, vẫn cần phải học tập, không học tuyệt đối không biết. Thật giống như tiểu thế giới lúc trước hắn chưa từng gặp qua, không biết giải thích vì sao nó lại có kết cấu nhỏ. Tô Hạo một bên nghĩ ngợi lung tung, một bên toàn lực quan sát không gian kéo dài cùng co rút lại, cũng ghi chép cảm giác biến hóa của xúc tu tinh thần. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, tốc độ phi thuyền càng lúc càng nhanh, cảm giác của hắn bị quấy nhiễu nghiêm trọng, đến cuối cùng ngay cả không gian thế nào cũng không rõ nữa rồi. Chỉ có quan sát ở trong phi thuyền vẫn như cũ, bên ngoài thì một mảnh mơ hồ. Đáng tiếc, nhìn không được. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cảm giác tế bào nhận phải áp lực từ từ giảm bớt, dần dần khôi phục lại như bình thường. Lúc này bên trong cabin thích ứng truyền đến thông báo, khởi động động cơ dọc thành công, tất cả nhân viên có thể rời khỏi cabin thích ứng tự do hoạt động. Soạt, cabin nhao nhao mở ra, lúc này khoang thuyền thích ứng trở nên náo nhiệt, tất cả binh sĩ đều đang thảo luận trạng thái lúc này. Bất quá nhìn sắc mặt bọn họ trắng bệch, toàn thân run rẩy, nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ ra thản nhiên, hiển nhiên áp lực vừa rồi khiến bọn họ lo sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài. Mỗi lần khởi động, ta đều hưng phấn đến nỗi toàn thân run lên, đừng nhìn bộ dáng của ta có chút uể oải, nhưng bởi vì vừa rồi quá nhàm chán, nghẹn đấy. Đi đừng còn bất ổn, vậy mà còn cố tỏ ra mạnh mẽ. Ngươi nhìn ta đi, còn có thể chạy, liền hỏi người nào ngưu bức hơn ta. Có thể chạy thì tính là gì, ta còn có thể trồng cây chuối. Ta không khoác lác như các ngươi, ta thật sự chóng mặt, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Cho chuyện một chút, đột nhiên có người phát hiện Tô Hạo sắc mặt như thường, chậm rãi rời đi. Ồ, các ngươi xem, đây không phải là nhìn là mắt Hứa Thế Cường sao? Sao hắn di chuyển như không có chuyện gì vậy? Ngoạ tào, hắn làm sao làm được? Đây chính là gia tốc của động cơ dọc nha. Quả nhiên không hổ là anh hùng, nhìn bóng lưng thôi cũng rất đẹp, trai. Nếu hắn là nữ, ta nhất định sẽ thích hắn. Cầu ngươi đừng yêu. Không hổ là anh hùng, ta đã sớm biết hắn và người thường không giống nhau. Tô Hạo đi ra khỏi khoang thích ứng, tò mò ở trên phi thuyền dạo một vòng, thử dùng radar quan sát bên ngoài phi thuyền. Đều không ngoại lệ mất đi hiệu lực, hắn liền dùng sóng linh lực bắn ra ngoài, liền không biết vì sao lại biến mất, như là bị cắn nuốt vậy. Xem ra lúc này tốc độ của phi thuyền đã vượt quá vận tốc ánh sáng. Hồi tưởng lại kiếp trước lấy khởi nguyên chậm gì gì ở trong vũ trụ dạo chơi. Thực ứng với câu nói kia, không so sánh liền thôi,
so sánh xong liền lộ ra vẻ yếu kém. Hắn một bên hướng ký túc xá đi tới, một bên thầm hạ quyết tâm, kỹ thuật động cơ dọc, ta nhất định phải học được. Nhưng trước khi tiến vào trạng thái học tập chính thức, nếu kỹ thuật không học được, đột nhiên chuyển sinh thì làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút, lập tức đưa ra chủ ý tuyệt diệu, quan sát động cơ dọc hoạt động, đợi huyết khí cường đại, liền đem từng bộ phận của động cơ dọc ghi chép vào quả cầu không gian. Bởi như vậy, dù cho đột nhiên chuyển sinh, về sau còn có cơ hội lấy ra nghiên cứu. Trở lại ký túc xá, bố trí trận pháp phòng ngự tránh người khác quấy rầy, lập tức tiến vào tiểu thế giới tu luyện, tranh thủ sớm ngày khôi phục lại trạng thái tinh thần lực đỉnh phong. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1003, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, 2. Thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác một năm trôi qua. Tô Hạo lúc này cũng đã khôi phục lại trạng thái mạnh nhất. Dị nhân cấp 7 mệnh tử, một đống phụ trợ AI như tiên nhi chân, tu sĩ cảnh giới hóa thần, tinh thần lực max level, năng lực không gian max cấp, năng lực quan sát max cấp, huyết khí sung túc, nguyên dồi dào. Hắn lúc này có thể so với trạng thái cường thịnh kiếp trước. Bất quá còn có nhiều thứ chưa xuất hiện, ví dụ như mịch hoàn, tinh thần chi nhãn, lại như virus tinh cầu, mấu chốt nhất là hóa thân thần. Nguyên nhân là do trên diêu tinh hào thiếu khuyết điều kiện thích ứng. Mịch hoàn, tinh thần chi nhãn, virus tinh cầu cần có máy móc phụ trợ mới làm ra, cho dù là hắn cũng không cách nào đưa tay chà ra được. Tính toán thời gian, sau khi trở lại Lam Quang, liền tạo ra một nhà xưởng gia công nhỏ, sau đó đem vào đặt trong tiểu thế giới. Kể từ đó, hắn có thể tùy lúc tùy nơi chế tạo các loại đồ vật. Về phần thần, hắn có thể dùng tế bào để tạo ra đấy, nhưng mà trải qua giai đoạn thử nghiệm, hắn phát hiện thần. Do tế bào mình tạo ra thiếu hụt hệ thần kinh, dẫn đến điều khiển khó khăn, có vài chỗ không được linh mẫn, khiến cho trải nghiệm điều khiển không được tốt. Vì vậy hắn quyết định sẽ dùng sinh vật khác, đem tiến hóa thành thần. Tô Hạo từ trong tiểu thế giới ra ngoài, đứng trong phòng, ký túc xá, cảm nhận một cỗ an toàn bao phủ, lộ ra một nụ cười mỉm tự nhiên. Đây chính là cảm giác hắn mong chờ, tràn đầy sức mạnh cùng sức sống. Động cơ dọc đã khởi động được một năm, vẫn như cũ duy trì lấy trạng thái tốc độ ánh sáng di chuyển, không biết lúc nào mới dừng lại. Trước muốn tiến hóa ra thần, liền không cách nào làm được, tạm thời bỏ qua đi. Tuy rằng có thể dùng binh sĩ trên chiến hạm làm thân thể của thần, nhưng mà Tô Hạo không muốn làm vậy. Như vậy, trước tiên đem động cơ dọc cầm tới tay. Cũng không biết đang ở trong trạng thái khởi động, huyết khí của ta có thể thuận lợi ghi chép xuống không. Ăn mặc chỉnh tề, chậm rãi rời khỏi phòng ký túc xá, hướng trung tâm bộ hậu cần đi tới. Trưởng quan tốt, trưởng quan, đã lâu không gặp. Trên đường đi, binh sĩ nhìn thấy Tô Hạo đều chủ động hành lễ vấn an, cũng tràn đầy vẻ tò mò nhìn hắn. Tuy rằng Tô Hạo còn chưa chính thức được bổ nhiệm lên chức, nhưng mà trong mắt binh sĩ ở đây, địa vị của hắn đã có thể so với trưởng quan, từng tiếng trưởng quan kêu vô cùng thuận miệng. Mà đối với sự xuất hiện của hắn cũng hết sức tò mò, bởi vì rất lâu rồi không thấy hắn xuất hiện, hơn nữa cũng rất ít người dám tới quấy rầy hắn. Hắn dường như trở thành một binh sĩ đặc thù trên phi thuyền, không rèn luyện, không tập huấn, không học tập, không viết báo cáo, thậm chí là không ăn cơm. Đến cả binh sĩ trong hậu cần thấy Tô Hạo đi đến, liền liên tưởng đến thùng cơm lúc trước. Tô Hạo mỉm cười đáp lễ, chỉ chốc lát sau, liền đứng trước một gian phòng vật tư, ngay tại chỗ này đi. Hắn khép hờ mắt, khống chế huyết khí mãnh liệt tràn ra, hướng chiếc máy động cơ cách đó không xa tràn tới. Chiếc máy này được cố định lại ở phần giữa và phần đuôi có hình dáng vòng tròn, như là chiếc nhẫn được phóng đại lên vô số lần, đây có lẽ chính là động cơ dọc đi. Mặt ngoài của động cơ nhìn vào thì không có động tĩnh, nhưng Tô Hạo biết nó đang trong trạng thái khởi động. Một cỗ âm thanh vù vù, mơ hồ truyền tới. Động cơ dọc vô cùng lớn, Tô Hạo tuy rằng có rất nhiều huyết khí, nhưng vẫn không cách nào một lần đem nó ghi chép vào quả cầu không gian. Sách lược của hắn là từ từ, hôm nay ghi chép một chút, ngày mai ghi chép một chút. Một ngày nào đó sẽ đem động cơ ghi chép xong, ý tưởng thì hoàn mỹ. Đáng tiếc chính là, hắn rất nhanh ý thức được điều này không thể thực hiện. Mở to mắt, thu hồi huyết khí đang tán loạn, thầm nói, huyết khí của ta sau khi tiến tới động cơ dọc,
liền bị một lực lượng nào đó đánh tan. Xem ra không cách nào ghi chép lại động cơ dọc khi nó đang khởi động. Cũng được, ta không cần vội, chờ thêm một chút là được. Trên thực tế không chỉ có huyết khí Tô Hạo không cách nào tiến vào bên trong động cơ, đến cả thần niệm cũng không quan sát được nội tình bên trong. Tô Hạo quay người chậm rãi trở về, thời điểm chuẩn bị về tới phòng, nghỉ, chợt nghe phi thuyền truyền tới thông báo, 2 tiếng sau, phi thuyền tắt động cơ dọc, mời tất cả binh sĩ tới khoang thích ứng chuẩn bị. Hắn nhịn không được lộ ra vẻ ngoài ý muốn, vừa nói đợi, ngươi liền ngừng. Thật tốt, cũng không biết, qua 1 năm, phi thuyền bay tới đâu rồi. Chương 1004, siêu năng lực, 1. Trong quá trình phi thuyền vận chuyển, thân ở trong phi thuyền, căn bản không phát hiện bất cứ dị thường nào, cũng chỉ có thời điểm khởi động cùng đóng cửa động cơ dọc. Liền có một cỗ trọng áp tác dụng lên thân thể, loại trọng áp này tương tự với truyền tống, lấy thân thể nhân loại bình thường, không cách nào thừa nhận. Cũng chỉ có dùng qua kỹ thuật đặc thù, binh sĩ dùng qua cường hóa dược tề, mượn nhờ cabin thích ứng mới có thể thừa nhận loại áp lực này. Điều này làm cho Tô Hạo ý thức được, khoa học kỹ thuật của thế giới này thoạt nhìn rất tiên tiến, nhưng vẫn như cũ thiếu hụt nhiều kỹ thuật khác. Ví dụ như kỹ thuật chống lại áp lực không gian khi dùng dịch chuyển khí cân bằng, ví dụ như khai phá vận dụng huyết khí trong thân thể nhân loại. Bất quá nghĩ đến đây cũng là điều bình thường, ví dụ như khí cân bằng chống lại áp lực không gian là do Tô Hạo ở thế giới triệu hoán sư học được, thuộc về kỹ thuật tiêu biểu của thế giới, là kết quả do tự nhiên tiến hóa thành. Nghĩ lại cũng chỉ có hoàn cảnh đặc biệt của thế giới triệu hoán sư mới có thể ra đời đi. Cái thế giới này không có hoàn cảnh tương ứng, muốn tạo ra khí cân bằng cũng không phải khó khăn bình thường. Tô Hạo thầm nói, cũng phù hợp với ý của ta có thể lợi dụng khí cân bằng cùng huyết kỹ thuật truyền tống, đi đổi lấy kỹ thuật chế tạo động cơ dọc cho phi thuyền, kỹ thuật truyền tin viễn trình, kỹ thuật áp xúc năng lượng, đồng thời thu nạp một vài nhân viên nghiên cứu khoa học, giúp ta hoàn thành các loại hạng mục nghiên cứu. So với việc trực tiếp cướp đoạt, Tô Hạo càng yêu thích trao đổi. Đương nhiên, nếu đối phương không muốn trao đổi với hắn, vậy hắn chỉ có thể làm cướp một hồi. Tô Hạo tin tưởng tiếp qua không lâu là hắn có thể triệt để nắm giữ quyền chủ động ở thế giới này. Đến lúc đó quản hắn là bát thú tộc, phục nhãn tộc hay thực tinh trùng, thậm chí là nhân loại, đều nguyện ý mở rộng cửa để hắn vào nghiên cứu. Động cơ dọc trên Diêu Tinh Hào dần dần đóng lại, thời điểm thông báo vang lên lần nữa, radar quan sát của Tô Hạo lần nữa trở về. Còn thông qua quan sát phát hiện, cái máy nghi là động cơ dọc cực lớn kia cũng đình chỉ vận chuyển, không còn tỏa ra âm thanh vù vù. Điều này làm cho hắn xác nhận, cái thứ máy móc có đuôi hình tròn chính là động cơ dọc. Thử xem có thể ghi chép vào quả cầu không gian hay không. Nếu thành công ghi chép lại, coi như đây là thu hoạch đầu tiên của Tô Hạo ở thế giới này, dù cho tại chỗ qua đời, cũng không lỗ. Trước mắt hắn cần phải nhanh chóng đạt được kỹ thuật động cơ dọc. Nhưng, binh sĩ ở trên chiếc phi thuyền này chỉ được huấn luyện bảo hành sửa chữa, cũng không có nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp, không thể nào học tập. Để muốn đạt nguyên lý cùng kỹ thuật trọn vẹn, còn cần trở lại mẫu tinh Lam Quang. Vấn đề bây giờ ở chỗ, hạm trưởng không có ý định quay lại Lam Quang trong khoảng thời gian này. Nếu kéo dài thời gian, để cho Tô Hạo ở trên chiếc phi thuyền này đi lang thang vài chục năm, hắn rất không vui đấy, làm lãng phí rất nhiều thời gian. Về phần vì sao hạm trưởng không có ý định quay lại Lam Quang, Tô Hạo cũng thông qua thần niệm vô tình nghe được nguyên nhân. Bị tín hiệu của bát thú tộc khóa lại, đến cả dùng động cơ dọc di chuyển với tốc độ ánh sáng hơn 1 năm cũng không thoát được. Phải tìm biện pháp giúp Diêu Tinh Hào tránh khỏi bị tập trung. Hơn nữa kỹ thuật của phía bát thú tộc cũng không tệ lắm, về sau phải tìm cơ hội tiến vào hang ổ bọn họ, đem kỹ thuật trên tay bọn họ đóng gói lại, đưa vào quả cầu không gian. Ngày hôm sau, Yến đội trưởng cùng tiểu thường tìm được Tô Hạo nói, Đại Cường, Khương trưởng quan tìm tiểu đội 405 chúng ta, có nhiệm vụ đặc thù an bài. Nhiệm vụ đặc thù là gì? Yến đội trưởng lắc đầu, không biết, bất quá có liên quan đến chiến đấu. Tiểu đội 405 sau lần nhiệm vụ công phá điểm tiết tế, liền còn lại 3 người, nhưng được nhiều trưởng quan công nhận là tiểu đội mạnh nhất, cần bọn hắn đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù, tự nhiên sẽ không đơn giản. Tiểu đội 405 đi tới trung tâm chỉ huy, phát hiện nơi này chỉ có hạm trưởng cùng Khương trưởng quan. Yến đội trưởng dẫn đầu chào hỏi, hạm trưởng cười ha ha nói, thoạt nhìn trạng thái của 3 người các ngươi không tệ lắm. Hôm nay nhìn thấy các ngươi,
ta biết ngay nhiệm vụ này liền dễ dàng hoàn thành. Trên mặt Khương trưởng quan vẫn giữ nguyên nụ cười, thầm nói, không hổ là hạm trưởng, đối với ai cũng đều nói như vậy, còn có thể mặt không đổi sắc, lợi hại. Yến đội trưởng nghe vậy, tinh thần chấn động, đây chính là nhận thức của trưởng quan cấp cao nhất ở Diêu Tinh Hào đối với bọn họ nha. Hắn lập tức lớn tiếng hồi đáp, báo cáo hạm trưởng, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hạm trưởng nhìn về phía Tô Hạo nói, nhiệm vụ lần này, điểm mấu chốt vẫn nằm trên thân Hứa Thế Cường. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1005, siêu năng lực 2. Sắc mặt Yến đội trưởng cùng Tiểu Thường sụp đổ. Hóa ra không phải khen ngợi hai người bọn họ, mà khen ngợi Đại Cường. Tô Hạo hiếu kỳ nói, nhiệm vụ gì? Hạm trưởng trở nên nghiêm túc nói, động cơ dọc trên Diêu Tinh Hào đã khởi động được một năm, đi được khoảng cách 200 năm ánh sáng. Mà trong một năm này, tiêu hao năng lượng vô cùng lớn, hiện tại trên phi thuyền không còn năng lượng, đã đạt đến mức báo động, cần nhanh chóng bổ sung. Vì vậy, kế tiếp chúng ta phải nghĩ biện pháp kiếm thêm càng nhiều năng lượng. Trải qua thỏa luận, chúng ta quyết định lần nữa tập kích điểm tiếp tế của bát thú tộc. Nói đến đây, hạm trưởng dừng một chút, nhìn Tô Hạo nói, vũ khí phòng ngự ở bát thú tộc. Đối với phi thuyền chúng ta cũng có lực uy hiếp rất lớn, không cẩn thận sẽ bị bắn hạ, bình thường chỉ có thể đưa binh sĩ xuống đổ bộ. Nói như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không đi tập kích điểm tiếp tế của bọn họ. Bởi vì chuyện này liền mang đến thương vong cực lớn cho binh sĩ trên Diêu Tinh Hào, còn khiến phi thuyền gặp nguy hiểm. Bất quá tình huống hiện tại, giống với lúc trước. Đầu tiêu, Diêu Tinh Hào đã bị bại lộ. Tiếp theo, bát thú tộc có thể phái ra rất nhiều chiến hạm triển khai vây bắt chúng ta, lấy năng lượng trước mắt. Không đủ để chạy trốn hay phản đoàn, vì vậy cần phải bổ sung. Cuối cùng, có Hứa Thế Cường bách phát bách chúng tập kích điểm tiếp tế, cũng không có gì khó khăn. Tổng hợp cân nhắc lại, mới có quyết định này. Hạm trưởng Shizui cùng hỏi, nhiệm vụ này cuối cùng còn chấp hành hay không? Còn phải xem ý Hứa Thế Cường ngươi. Như vậy, Hứa Thế Cường, ngươi có thể bảo đảm dưới tình huống bản thân an toàn, dẫn đầu tiểu đội binh sĩ, hoàn thành việc tập kích điểm tiếp tế của bát thú tộc không? Hắn sợ đầu óc Tô Hạo nóng lên, không quan tâm liền đáp ứng lung tung, tiếp đó bổ sung, ý của ta là trụ sở tiếp tế cũng chỉ có mấy ngàn mét. Ngươi có thể sử dụng bách phát bách chúng, trực tiếp tiêu diệt kẻ địch trong điểm tiếp tế đối phương không? Nhưng so với đống năng lượng này, hạm trưởng quan tâm tới sự an toàn của Tô Hạo hơn, nếu không phải không có biện pháp nào tốt, hắn tuyệt đối sẽ không để Tô Hạo đi chịu mạo hiểm. Bất quá hắn cũng hiểu rõ, hai chữ cướp đoạt đã phải gánh chịu mạo hiểm nhất định, trong vũ trụ không có vụ cướp nào an toàn 100%, không mạo hiểm liền không thể nào đấy. Đến cả cướp kẹo của tiểu hài tử 3 tuổi, vẫn có mạo hiểm nhất định, đúng không? Tô Hạo lộ ra một nụ cười mỉm khó hiểu, hạm trưởng, 3.000 mét quá gần, cho dù là cách mấy vạn mét, ta đều có thể đem đối phương chuẩn xác bắn chết. Vì để tránh cho mọi người quá mức kinh ngạc, Tô Hạo cũng không nói tới phạm vi của mình là 20 vạn mét, mà bảo thủ báo ra một con số mơ hồ. Hít! Mọi người nghe xong, da gà cũng không nhịn được mà nổi lên, đây là chuyện con người có thể làm sao. Vẻ mặt Khương trưởng quan tràn đầy hoài nghi, thật không? Ma thuật cũng không dám biểu diễn như vậy. Tô Hạo nói, nếu ngươi nghi ngờ, có thể hướng ra ngoài phi thuyền ném một cái ly, thử một lần liền biết. Để bảo đảm vạn nhất, nhất định phải thử đấy. Bất quá hạm trưởng không nỡ ném ly của mình, vì vậy dưới ánh mắt không muốn của Khương trưởng quan. Đem ly của Khương trưởng quan ném ra ngoài phi thuyền, rất nhanh trôi nổi bên trong vũ trụ. Mọi người đứng trước màn hình quan sát, đợi một hồi, thấy chiếc ly của Khương trưởng quan cách phi thuyền 5 vạn mét, hạm trưởng liền đưa súng cho Tô Hạo nói, làm đi. Tô Hạo nhận lấy, cầm khẩu súng nhắm ngay cửa bắn một phát, động tác như nước chảy mây trôi. Phốc. Sau một khắc, chiếc ly trên màn hình đột nhiên lóe lên, dưới ánh mắt khó tin của mình biến thành từng mảnh vỡ. Khương trưởng quan nhịn không được thì thào, con mẹ nó thật thần. Mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Tô Hạo, cảm giác tên Hứa Thế Cường này từ đầu tới đuôi khác biệt với khoa học mà bọn họ nhận thức. Cho đến giờ phút này, bọn hắn đối với sự cường đại của Tô Hạo không còn nghi kỵ. Hạm trưởng ngạc nhiên nói, Hứa Thế Cường, lúc này mới qua một năm, ngươi đã trưởng thành đến trình độ này. Tô Hạo nói, may mắn có hạm trưởng phê duyệt nghỉ phép, một năm nay ta không ngừng cố gắng luyện tập,
mới có thành quả như vậy. Hạm trưởng vung tay lên, ta cho phép ngươi, từ nay về sau trên Diêu Tinh Hào, ngươi không cần luyện tập, ngày nghỉ kéo dài vô hạn. Những người khác có chuyện gì, cũng sẽ không quấy rầy tới ngươi. Yến đội trưởng nhịn không được nói, Đại Cường, loại kỹ năng kỳ quái này, ngươi làm sao luyện ra? Chúng ta có thể học được không? Tô Hạo lắc đầu nói, năng lực của ta học theo không được, bất quá nếu là phiên bản đơn giản hóa thì các ngươi có thể học được. Giờ phút này, tất cả mọi người chấn động, ánh mắt lần nữa trợn tròn, mang theo vẻ khó tin nhìn Tô Hạo. Ngay sau đó một cỗ hơi nóng bốc lên đầu. Chương 1006, Khối Năng Lượng 1. Sau khi Tô Hạo tỏ vẻ hắn thông qua luyện tập nâng cấp năng lực xong, đám người hạm trưởng liền sợ ngây người. Biết được Tô Hạo có lẽ đã biến dị thành tân nhân loại, bọn hắn liền cảm thấy hâm mộ không thôi, cũng mặc sức tưởng tượng bản thân có một ngày đột nhiên thức tỉnh, đạt được năng lực kỳ quái nào đó. Nhưng bọn họ đều là người lý tính, nghĩ cũng chỉ nghỉ thôi, loại đồ vật biến dị này, quan trọng nhất là vận may, chính là không phải cá nhân nào cũng có thể biến dị được. Nhưng mà, tân nhân loại có thể học, có thể tự biến dị, chuyện này vượt quá dự liệu của bọn hắn. Về phần ba chữ phiên bản đơn giản hóa của Tô Hạo, bị bọn hắn tạm thời không để ý tới. Hạm trưởng rất nhanh đem hưng phấn đè xuống, hỏi, có thể học thứ này, giống với cường hóa dược tề sao? Cường hóa dược tề là vật phẩm sinh vật cao cấp nhất của nhân loại, có thể tăng lên tố chất thân thể nhất định, gồm có thể chất, sức mạnh, năng lực khôi phục, tốc độ phản ứng, chi lực, thậm chí là tuổi thọ. Dược tề cường hóa cường đại nhất, thậm chí có thể đem tuổi thọ của con người nâng cao tới 500 tuổi. Binh sĩ trên phi thuyền đại đa số đều tiêm cường hóa dược tề, tuổi thọ trung bình trên 250 năm, hoàn toàn có thể thích ứng ở trên phi thuyền lâu dài làm nhiệm vụ. Đối với người bình thường mà nói, nhưng binh sĩ sau khi được tiêm vào dược tề cường hóa, liền thuộc về siêu nhân. Mà đối với binh sĩ trên chiến hạm mà nói, Tô Hạo mới thật, sự là siêu nhân, có thể cách mấy vạn mét bắn trúng kẻ địch, đây chính là khái niệm gì? Chính là từ thành phố này bắn qua thành phố khác rồi. Tô Hạo gật đầu nói, ngươi cũng có thể hiểu đây là cường hóa dược tề, năng lượng phát ra từ trong cơ thể mới là năng lượng chuẩn. Nếu không thời điểm sử dụng năng lực, cần phải mang theo năng lượng bên người, cũng quá bất tiện rồi. Đối với quan điểm này, mọi người không ai thèm quan tâm. Tô Hạo lại nói, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc, ta cần phải có thêm thời gian tổng kết lại, sau khi sửa soạn xong, liền cho các ngươi thử một lần. Không phải nói chờ một đoạn thời gian, coi như bắt bọn họ chờ 10 năm, bọn hắn cũng vui vẻ đồng ý. Khương trưởng quan đỏ bừng gương mặt, toàn thân kích động, nghe đến đây, nhịn không được hưng phấn nói, thật tốt quá. Ta về sau cũng biết làm ảo thuật. Sau khi quay về Lam Quang, liền hướng tiểu tỷ tỷ biểu diễn, ha ha ha. Hạm trưởng đá ra một cước, đem Khương trưởng quan đá cách xa mình một chút, thật không có tiền đồ, thật mất mặt. Ngươi tránh xa ta một chút. Tô Hạo đối với đám người hạm trưởng nguyện ý làm vật thí nghiệm cho bản thân, cũng cảm thấy hết sức hài lòng. Cả hai cùng có lợi. Sau khi đám người Tô Hạo rời đi, hạm trưởng cùng Khương trưởng quan đứng trong trung tâm chỉ huy còn chưa hoàn hồn. Cuối cùng Khương trưởng quan còn không nhịn được hỏi, hạm trưởng, ngài nói tên tiểu tử Hứa Thế Cường kia nói là thật sao? Có phải hắn đang chém gió không? Hạm trưởng, lính của ngươi ngươi còn hỏi ta nên đi hỏi ai đây? Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, bất quá tên tiểu tử Hứa Thế Cường này, thực chất bên trong phát ra một loại rất tự tin, cường đại đến nỗi thời điểm ta đối mặt với hắn, có chút. Khục khục, từ cách nhìn của ta, hắn không phải người ưa thích ăn nói lung tung, trái lại, hắn là loại người ít khi lên tiếng, có sao nói vậy, sẽ không chém gió. Chính ngươi nghĩ lại một chút, có lần nào hắn nói đùa với chúng ta chưa? Khương trưởng quan hồi tưởng lại, phát hiện thật không có, sau đó tò mò hỏi, nói cách khác, kế hoạch tập kích điểm tiết tế của bát thú tộc, xác định thi hành. Hạm trưởng lắc đầu nói, kế hoạch tập kích điểm tiết tế, hiện tại xem ra, quá mức bảo thủ rồi. Ta cảm thấy chơi lớn một chút, trực tiếp công kích căn cứ nhỏ của đối phương đi. Tổ chức hội nghị một lần nữa, chúng ta thay đổi kế hoạch. Tìm căn cứ của bát thú tộc tập kích, sau đó ăn hôi kỹ thuật. Khương trưởng quan trầm mặc, hắn rất muốn nói, hạm trưởng, tâm ngươi bành trướng. Bất quá hắn là lão đại nói gì cũng đúng.
Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1007, Khối Năng Lượng 2. Trên đường trở về, Yến đội trưởng cùng Tiểu Thường ở một bên không ngừng sợ hãi thán phục. Đại Cường, ngươi quá trâu rồi. Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã biết ngươi không phải là người bình thường. Lần đầu tiên ra chiến trường, ta thấy mặt ngươi rất khó coi, toàn thân phát run, còn tưởng ngươi sợ hãi. Không nghĩ tới ta nhìn lầm rồi, ngươi không phải sợ hãi, mà là hưng phấn đến toàn thân run rẩy. Thiếu chút nữa hiểu lầm ngươi rồi. Đại Cường, ngươi tiêm dược tề cường hóa nào vậy? Cha ta tiêm cho ta bản 3, là loại dược tề tốt nhất ở trên thị trường có thể tìm thấy. Xem ra nhà ngươi cũng không phải bình thường, vậy mà có bối cảnh thật sâu. Lợi hại! Đại Cường, chúng ta lúc nào học được siêu năng lực? Ta đã không thể chờ được nữa muốn dùng bách phát bách chúng rồi, đến lúc đó ta chính là thần trên chiến trường. Tô Hạo vất vả lắm mới đem hai vị chiến hữu nói liên miên rời đi, đem cửa phòng đóng kín lại, sau đó tiến vào trong tiểu thế giới, tiện tay lấy một khối năng lượng xuống. Khối năng lượng này có hình hộp vuông, chỉ có kích thước bằng bao thuốc la, toàn thân tỏa ra ánh sáng kim loại, thoạt nhìn là một khối vuông bình thường. Từ nửa năm trước, sau khi Tô Hạo mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện đền rút ít thời gian ra đi nghiên cứu thứ năng lượng mới ở thế giới này là khối năng lượng. Hắn thông qua nghiên cứu phát hiện, tuy rằng khối năng lượng nhìn giống kim loại, nhưng đây chỉ là bề ngoài, ở trong bảng tuần hoàn nguyên tố, không tìm được nguyên tố tương tự. Bất quá, nếu đem năng lượng trong khối vuông này phóng thích xong, liền sẽ biến thành một khối kim loại bình thường, chính là sắt. Điều này làm cho Tô Hạo hết sức ngạc nhiên, vật chất năng lượng biến thành sắt. Hoặc là sắt còn có thể dùng để làm năng lượng. Đây là phương hướng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới, không ngờ lại thần kỳ như vậy. Nói đúng ra, không phải sắt có thể biến thành năng lượng, mà đây là một loại vật chất có kết cấu đặc thù, sau khi phóng thích năng lượng xong, liền biến thành sắt. Thế giới chính là kỳ diệu như vậy, không thấy không biết. Trải qua thời gian dài nghiên cứu, trước đây không lâu, hắn rốt cuộc phá giải bí mật của khối năng lượng này. Khối năng lượng phóng xuất ra năng lượng là phản ứng nhiệt hạch trong hạch tâm năng lượng. Kết cấu nguyên tử bên trong khối năng lượng hết sức đặc thù, tổ hợp lại một chỗ giống với hương muỗi vậy, như nhiều khối chồng chất lên nhau, tạo thành bộ dáng vĩ mô. Mà khối năng lượng sau khi thỏa mãn điều kiện nhất định, liền sẽ phát sinh phản ứng nhiệt hạch, nhiều nguyên tử kết hợp lại một chỗ, trở thành một khối nguyên tử sắt trọn vẹn. Từ lúc khối năng lượng sở hữu kết cấu riêng biệt, cho đến khi phát sinh phản ứng nhiệt hạch, liền tương đương với khối năng lượng tiêu hao hết năng lượng, biến thành một khối sắt bình thường. Tô Hạo không cách nào tưởng tượng, người ở thế giới này, sao lại có thể tạo ra kết cấu năng lượng đặc thù như vậy? Đây không chỉ là vấn đề về kết cấu nguyên tử, mà còn là vấn đề của trạng thái nguyên tử. Loại trạng thái này Tô Hạo mới nghe thấy lần đầu, thấy những điều chưa từng thấy. Giống như một viên đạn được bắn ra từ nòng súng, khi đến gần nòng súng thì bị ai đó bấm vào nút tạm dừng, khiến cho viên đạn bị kẹt ở nòng súng. Nhưng động năng bên trong viên đạn vẫn không biến mất, lần nữa có người bấm tiếp tục, viên đạn liền khôi phục bộ dạng nguyên bản, bắn ra. Tô Hạo thấy khối năng lượng chính là như vậy, vừa nguy hiểm nhưng lại thần kỳ. Cho dù là hắn, cũng không dám cam đoan, có thể thông qua nguyên chuyển hóa ra được nguyên tử nguy hiểm này. Không thể tin nổi. Người của hắn thế giới này nhìn thấy năng lực của hắn liền không thể tin, nhưng khi Tô Hạo thấy được trình độ khoa học kỹ thuật ở đây, cũng không phải cảm giác như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, có lẽ khối năng lượng căn bản không do nhân loại hay bát thú tộc tạo nên, mà là kết quả do vũ trụ hình thành. Có lẽ sẽ có khả năng này, sinh vật ở thế giới này, trong lúc thăm dò vũ trụ, ngẫu nhiên phát hiện vật chất ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, đã tìm được phương pháp phóng thích năng lượng ôn hòa, từ đó mở ra một hành trình vũ trụ rộng mênh mông. Rất có thể. Bởi vì Tô Hạo hiểu rõ một điều, một nền văn minh, để muốn mở ra hành trình vũ trụ, điều đầu tiên cần giải quyết, chính là vấn đề năng lượng. Hắn nhìn khối kim loại có vẻ bình thường trong tay, đây chính là nguồn năng lượng của hầu hết máy móc trong vũ trụ này. Chính là nó, thứ tạo ra nền văn minh ở vũ trụ hệ Vân Hoàn. Tô Hạo thu hồi tâm tư lộn xộn, ngược lại suy nghĩ tới vấn đề khác, ta có thể dùng tinh thần lực, trực tiếp phóng thích năng lượng bên trong khối năng lượng. Vấn đề này cũng liên quan trực tiếp đến xây dựng hệ thống năng lượng phía sau. Đối với chuyện này, Tô Hạo sớm có đáp án, dùng tinh thần lực dẫn dắt năng lượng là chuyện làm được.
Chương 1008, vật thí nghiệm chân quý, 1. Rất rõ ràng, năng lượng chứa trong khối năng lượng, tuy rằng không thể so với nguyên nhưng cũng không kém hơn linh lực, ngược lại còn hơn rất nhiều. Nếu có thể nắm giữ được năng lượng trong khối năng lượng, không nói đến có thể thay thế linh lực nhưng ít nhất chủng loại năng lượng có thể sử dụng cũng trở nên phong phú. Thời điểm ở thế giới trước khi nghiên cứu về nguyên, chuyên môn nghiên cứu của Tô Hạo chính là dùng nguyên để thể hiện ra năng lực. Chuyện này dính đến cách thông qua tinh thần lực sử dụng các loại năng lượng khác nhau. Hiện tại một lần nữa sử dụng tinh thần lực làm phương pháp để điều khiển khối năng lượng cũng không khó lắm, giống với chuyện tu luyện ma pháp sư ở kiếp trước. Về phần nói tinh thần lực có thể điều khiển được hay không? Đối với Tô Hạo mà nói, không thành vấn đề, bởi vì hắn còn nắm giữ một phương pháp rèn luyện tinh thần lực đặc thù là lấy điểm đột phá. Thời điểm dạy siêu năng lực cho đám người Yến đội trưởng, Tô Hạo có thể làm chút thí nghiệm, hoàn thiện số liệu về phương pháp lấy điểm đột phá. Đối với hai bên đều có lợi. Như vậy kế hoạch tiếp theo của Tô Hạo liền rõ ràng. Thứ nhất, sửa sang lại phương pháp dùng tinh thần lực điều khiển khối năng lượng, gọi tắt là tâm pháp siêu năng, sau đó truyền bá ra ngoài. Nhìn xem kết quả. Ừ, trước khi ta làm ra thần tránh khỏi truy tung của vận sóng, tốt nhất không nên truyền bá, tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thứ hai, thử dùng nguyên chuyển hóa thành khối năng lượng. Nếu như năng lượng này chỉ có mỗi thế giới này có, vậy liền không có ý nghĩa, quay đầu lại hỏi Yến đội trưởng xem tìm cái này ở chỗ nào. Thứ ba, thời điểm đi làm nhiệm vụ tập kích bát thú tộc, sớm làm xong lồng giam tiểu thế giới. Thừa cơ bắt vài tên bát thú tộc, khoảng 100 đến 1.000 tên, thử xem có thể dùng bát thú tộc tiến hóa thành thần không. Nếu kế hoạch này có thể thuận lợi hoàn thành, vậy hành động tiếp theo hắn không cần kiêng nể ai cả. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên hai người Á Sơn cùng Phong Thành. Trước để bọn họ ngủ thêm một lát đi. Chờ ta trở lại Lam Quang sau đó rồi tính tiếp, hai người bọn họ tất nhiên cũng sẽ bị vận sóng tập trung, vì vậy ta còn phải chuẩn bị một chút mới đem ý thức của hai người bọn họ thức tỉnh. Để Á Sơn Phong Thành thức tỉnh, đối với Tô Hạo mà nói, là chuyện cần phải làm. Đầu tiên, Á Sơn Phong Thành có thể thừa dịp chuyển sinh tới thế giới mới, hấp thu đại lượng tri thức, rất nhanh tiến bộ. Tiếp theo, hai người bọn họ có thể giúp hắn làm vài nghiên cứu. Cuối cùng, đường dài đằng đẵng, có hai người làm bạn bên cạnh, cũng khiến hắn dễ chịu hơn một chút. Bằng không thời điểm nghỉ ngơi, muốn tìm ngươi chơi đánh bài cũng không được. Diêu Tinh Hào bay trong vũ trụ 2 tháng, rốt cuộc cũng phát hiện điểm tiếp tế của bát thú tộc. Hạm trưởng vốn tính muốn loại bỏ một căn cứ nhỏ, nhưng thấy mấy người khác kiên quyết phản đối, cho rằng như vậy quá mức mạo hiểm. Hạm trưởng suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, tiến hành phải theo trình tự, tập kích căn cứ, sau này lại nói. Lúc này quyết định tìm trạm tiếp tế của bát thú tộc cướp đoạt một phen. 2 tháng, thật đúng làm bọn họ tìm được. Bọn hắn sở dĩ có thể tìm được trạm tiếp tế của bát thú tộc, không phải bởi vì bọn họ có vận khí tốt, mà do thế lực của bát thú tộc ngoài vũ trụ quá mức khổng lồ, đại đa số hành tinh ở hệ vân hoàn đều bị bát thú tộc chiếm đóng. Cũng có thể nói rằng, ngoài trừ thực tinh trùng, bát thú tộc chính là kẻ thống chính ở hệ vân hoàn. Mà nhân loại cùng phục nhãn tộc có thể nói là hai chủng tộc khó khăn sinh tồn dưới sự thống trị của bát thú tộc. Ngoài trừ cẩn thận từng ly từng tí che giấu mình ra, không có phương pháp nào khác, nếu lộ ra vị trí mẫu tĩnh, cũng có nghĩa cách sự diệt vong không xa. Đương nhiên, còn có một loại khả năng khác, chính là trong một ngày nào đó trong tương lai, khoa học kỹ thuật của nhân loại tiến bộ, một lần nữa vượt qua bát thú tộc, đem bát thú tộc đánh bại. Đối với chuyện này, đại đa số nhân loại đều mang theo tâm trạng bi thương, bọn hắn đối với tương lai nhân loại cũng không kỳ vọng quá lớn, chỉ nói toàn lực đi xa nhất mà thôi. Cũng có một nhóm nhỏ nhân loại, vô luận thế nào đều tin tưởng nhân loại tất thắng, bọn hắn tin, kỳ tích cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Trung tâm chỉ huy Diêu Tinh Hào, hạm trưởng, Khương trưởng quan, một ít trưởng quan của các ban ngành khác, 3 người tiểu đội 405, cùng với một vài đội trưởng tiểu đội tụ tập tại chỗ này. Trưởng quan quý của bộ chiến huấn cũng đứng ra nói cho mọi người tầm quan trọng của chiến dịch lần này. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1009, vật thí nghiệm chân quý, 2. Mục tiêu của chúng ta vô cùng rõ ràng, chính là bưng hết đồ trong trạm tiếp tế, chuyển lên chiến hạm. Để muốn thực hiện mục tiêu này,
chúng ta cần phải hiểu tình huống thực tế lực lượng hai bên cùng điều kiện thỏa mãn. Đầu tiên, tình huống thực tế, vị trí của Diêu Tinh Hào lúc này vẫn luôn nằm trong tọa độ giám sát của đối phương, còn không thoát khỏi truy tung của đối phương, vì vậy, chúng ta tới gần trạm tiếp tế, đối phương biết rõ đấy. Không khó suy đoán, chúng nó nhất định sẽ kêu hạm đội tới trợ giúp, tiến hành bao vây chúng ta. Vì vậy, thời gian để chúng ta xử lý sẽ không vượt quá 5 ngày, nói cách khác, sau khi chúng ta tới gần trạm tiếp tế, liền phải nhanh chóng đánh hạ trạm tiếp tế, sau đó thoát ly khỏi tinh cầu bay vào vũ trụ, nên nhớ chúng ta chỉ có 5 ngày, thậm chí là ngắn hơn. Bởi một khi kéo dài thời gian, chúng ta rất có thể nghênh đón hạm đội đối phương bao vây. Nói tới chỗ này, quý trưởng quan nhịn không được lườm Tô Hạo, từ tình huống hiện tại, có lẽ chúng ta còn đánh được hạm đội đối phương, không cần sợ hãi. Hiển nhiên, năng lực của Tô Hạo khiến cho mọi người càng thêm tự tin. Quý trưởng quan lại nói, vì vậy tận khả năng làm cho bát thú tộc không hiểu được mục tiêu chúng ta. Lộ tuyến di chuyển tiếp theo, liền cần tỉ mỉ xếp đặt, khiến cho bọn họ hiểu nhầm ý định, từ đó lừa gạt hạm đội bát thú tộc. Sau đó chúng ta sẽ dùng phi thuyền phụ hướng xuống tinh cầu, phái ra tiểu đội bọc thép tập kích nhanh chóng, đem trạm tiếp tế của đối phương đánh hạ. Hắn khó được dịp nói đầu tiên, dù sao chúng ta cũng biết, tuy rằng IQ của bát thú tộc rất cao, nhưng cũng rất dễ lừa. Ha ha ha, mọi người nhịn không được cười rộ lên. Tô Hạo hoàn toàn không hiểu vì sao bọn hắn lại cười. Quý trưởng quan lại phân tích các tình huống có khả năng xảy ra, lại bố trí nhiệm vụ cụ thể cho mỗi tiểu đội. Trực tiếp nhìn Khương trưởng quan nói ra, thiếu tá Khương, lần hành động này giống với lúc trước, tự ngươi chỉ huy tập kích. Khương trưởng quan, tốt, không thành vấn đề. Dưới suy nghĩ của hắn, có đại sát khí Tô Hạo trong tay, nếu còn thất bại, hắn cũng nên tự sát. Phương án hành động cứ như vậy được định xuống. Lại qua 2 ngày, Diêu Tinh Hào thuận lợi tới gần mặt sau tinh cầu, sau đó lặng lẽ hướng trạm tiếp tế tới gần. Thời điểm chỉ còn cách trạm tiếp tế 1.000 km liền dừng lại, mở ra khoang tàu. Tô Hạo cùng các binh sĩ bọc thép khác nhau nhau nhảy xuống. Khác với cuộc tập kích trước, lần này không phải do nhiều tiểu đội tác chiến, mà 200 người tạo thành một trung đội, bao quanh Tô Hạo, sau đó hướng trạm tiếp tế đi tới. Lần tập kích lúc trước bát thú tộc không biết nhân loại sẽ tập kích trạm tiếp tế của mình, nên không làm ra phòng bị. Nhưng lúc này chúng nó sớm nhận được tin tức, tất nhiên làm ra chuẩn bị tương ứng, dù chỉ là một trạm tiếp tế nhỏ, nhưng năng lực phòng ngự vẫn còn rất mạnh đấy. Đối với chúng mà nói, nếu không phải là chiến hạm tiến công, liền căn bản không phá vỡ được phòng ngự sớm được bố trí. Chỉ bất quá, bát thú tộc như thế nào cũng không nghĩ tới, thứ mà chúng sắp phải đối mặt, không phải bình thường. Giáp thép trên binh sĩ có tinh năng ưu việt, ở trên tinh cầu toàn lực di chuyển, có thể đạt đến vận tốc 200 km một giờ. Trạm tiếp tế cách 1.000 km, đối với bọn họ mà nói, cũng không tính là xa, chạy hơn 4 tiếng, trung đội dần dần chậm lại. Khương trưởng quan đi tới bên cạnh Tô Hạo hỏi, Hứa Thế Cường, khoảng cách nơi này cách trạm tiếp tế còn đúng 50 km, như vậy được chưa? Tô Hạo nói, có thể. Sau đó mọi người phân tán ra xung quanh, cảnh giới phía xa. Tô Hạo dỡ xuống khẩu pháo đặc chế sau lưng, chậm rãi nhắm ngay xa xa. Tất cả mọi người thấy vậy, đều ngừng thở, hai mắt chăm chú nhìn về phía họng pháo, trái tim dần dần nhấc lên, bắt đầu. Anh hùng Hứa Thế Cường bách phát bách trúng, khóe miệng Tô Hạo nhếch lên. Trạm tiếp tế này so với cái trước thì lớn hơn một chút, bát thú tộc bên trong cũng nhiều hơn, có khoảng 1.200 tên đi. Đối với Tô Hạo mà nói, tất cả đều là vật thí nghiệm chân quý, đều là tài phú. Muốn đem những bát thú tộc này đều bắn chết, đó là điều không có khả năng. Bắn hạ 200 tên bát thú tộc là được rồi. Còn 1.000 tên, bắt vào tiểu thế giới đi. Nghĩ vậy, hắn nổ súng phốc phốc phốc. Khẩu pháo trong tay phát ra tiếng trầm đục, chậm rãi xoay tròn, càng lúc càng nhanh. Bất quá những năng lượng này đều bị Tô Hạo chuyển rời đến vị trí khác, cũng không tạo thành sát thương với bát thú tộc. Cùng lúc đó, Tô Hạo không ngừng hướng bát thú tộc ném tới mô đun không gian, liền kết nối tới lồng giam tiểu thế giới, cũng mặc kệ thân thể của đối phương chịu được trọng áp không gian hay không, trực tiếp truyền tống. Dưới ánh nhìn của bát thú tộc bên trong cơ cầu, binh sĩ lần lượt từng người biến mất, bát thú tộc không bị biến mất. Chương 1010, lồng giam tiểu thế giới, 1. Trước khi Diêu Tinh Hào áp sát tới gần, bát thú tộc liền nhận được thông tin từ tín hiệu tập trung,
biết được một chiếc chiến hạm của nhân loại tiếp cận, ý đồ cướp đoạt trạm tiếp tế. Bất quá bát thú tộc đối với chuyện này tỏ ra lơ đễnh. Từ lúc nào bát thú tộc bọn họ phải sợ nhân loại? Một chiến hạm tuần tra nho nhỏ dám xâm nhập vào lãnh địa của nó, quả thật đi tìm đường chết. Còn vọng tưởng cướp đồ trong trạm tiếp tế, thật buồn cười. Sau đó chúng nó làm ra chuẩn bị tương ứng, tất cả họng pháo từ trong cơ cầu duỗi ra ngoài, nhắm về hướng xa xa, đợi đối phương đưa người đến tận cửa. Đối với trưởng quan của bát thú tộc mà nói, nhân loại tới hay lắm, có thể nhân dịp này lập công, rời khỏi vùng đất hoang vu cằn cỗi này. Nhưng sự tình phát sinh, vượt quá khỏi nhận thức của bát thú tộc. Địch nhân vậy mà đứng ngoài không tiến lại gần, sau đó từng tộc nhân ở trong cơ cầu lần lượt biến mất. Không sai, chính là biến mất trong hư không, giống hệt tài liệu bị xóa trong máy tính vậy. Không cách nào để hình dung loại cảm giác quái dị này. Chín cái não hiện lên vẻ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Binh sĩ bát thú ở đâu cả rồi? Bất quá, rất nhanh chúng nó khỏi cần suy nghĩ vấn đề này rồi. Hơn 300 binh sĩ bát thú tộc không bị biến mất, còn chưa cảm thán vận may của mình, liền bị pháo năng lượng từ đâu xuất hiện bắn thành từng mảnh vụn. Tô Hạo ở nguyên tại chỗ bóp cò, sau đó đem pháo năng lượng thu lại sau lưng, nhìn Khương trưởng quan nói, trưởng quan, có thể đi lấy đồ rồi. Khương trưởng quan mặc dù biết rõ năng lực của Tô Hạo, nhưng cho tới bây giờ vẫn cảm thấy khó tin. Hắn lập tức nói, tốt, tiểu đội 744 lập tức bảo vệ Hứa Thế Cường lui về phía sau 10 dặm, những người còn lại theo ta tiếp cận cơ cầu điều tra. Nói xong tự mình dẫn đội ly khai, rất nhanh đến trạm tiếp tế của bát thú tộc. Bề ngoài yên tĩnh dị thường, so với các trạm tiếp tế khác của bát thú tộc thì giống hệt nhau, nhưng chỗ này cũng quá yên tĩnh đi, giống như một bộ phim kinh dị nổi tiếng trong nhân loại nông thôn yên tĩnh. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần, quan sát hồi lâu, phát hiện không thấy bát thú tộc nào cả. Trong lòng Khương trưởng quan chắc chắn, xem ra bị Hứa Thế Cường diệt sạch rồi. Hắn vung tay, lập tức có một tiểu đội cơ động bọc thép tiến lên, hướng cơ cầu điều tra, chỉ chốc lát sau, liền nhận được tin tức truyền về. Khương trưởng quan, không phát hiện tín hiệu sinh mệnh trong căn cứ bát thú tộc, bên ngoài cơ cầu có một đống tay chân thịt nát. Hệ thống tự động công kích bên trong cơ cầu đang ở trạng thái đợi kích hoạt, bát thú tộc còn chưa kích hoạt trạng thái, liền toàn bộ chết hết, hiện tại không có nguy hiểm. Khương trưởng quan lần nữa hạ lệnh, đội điện tương bạo phá lên, đem cơ cầu phá hủy. Lập tức có tiểu đội đi ra che chắn cho đội điện tương đi lên, đem căn cứ cơ cầu phá vỡ, sau đó phát hiện bên trong cơ cầu cũng có vô số tay chân thịt nát, vô cùng thê thảm. Tất cả mọi người hiểu rõ, đây chính là bách, phát bách chúng mà Tô Hạo tạo ra. Ổn, Khương trưởng quan tự mình kiểm tra một vòng, trực tiếp thông báo lên Diêu Tinh Hào, báo cáo hạm trưởng, đây là chỉ huy chiến đấu. Đã đánh hạ trạm tiếp tế, phát hiện rất nhiều khối năng lượng, thỉnh cầu Diêu Tinh Hào chạm đất, phái đội hậu cần nghiệm thu, lại là một lần thu hoạch lớn. Tô Hạo thừa dịp người khác để ý tới trạm tiếp tế, lặng lẽ trở lại phi thuyền, bắt đầu thử ghi chép phân tích động cơ dọc. Lần này, hắn thành công, động cơ dọc đang ở trong trạng thái đóng, cũng không kháng cự huyết khí ghi chép. Động tác Tô Hạo rất nhanh, vẻn vẹn trong 2 ngày, liền hoàn thành ghi chép động cơ dọc. Thời điểm hắn hoàn thành ghi chép, Diêu Tinh Hào cũng hoàn thành vận chuyển tiếp tế. Rất nhanh lần nữa bay vào trong vũ trụ, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi, tránh cho gặp phải chiếm hạn của bát thú tộc. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, xác suất gặp phải bát thú tộc liền không lớn. Hành động thuận lợi lúc này, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Cũng làm cho các trưởng quan trên Diêu Tinh Hào xuất hiện dã tâm chưa bao giờ có. Khối năng lượng có rất nhiều, nhưng khoảng cách đem khoang chứa trên Diêu Tinh Hào lắp đầy còn lâu mới đủ, bọn hắn còn muốn thêm nữa, hơn nữa cũng có thể đạt càng thêm nhiều. Đương nhiên, các trưởng quan trên Diêu Tinh Hào nghĩ thế nào, đối với Tô Hạo cũng không quan trọng, chỉ cần bọn họ không chủ động đi tìm chết, liền không sao. Lần tập kích này hắn cũng thu hoạch rất nhiều, không thể chờ được nữa muốn lấy bát thú tộc ra nghiên cứu. Hoặc là nói, không thể chờ được nữa muốn dùng bát thú tộc tiến hóa thành thần. Hiện tại hắn còn không dám tùy ý làm bậy, còn không phải bởi vì chưa đem bản thể giấu đi. Một khi hắn đem bản thể giấu khỏi vận sóng, hắn liền không có chỗ cố kỵ, khi đó, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện ngăn hắn trở lại Lam Quang. Ý niệm Tô Hạo khẽ động, trực tiếp truyền tống vào trong lồng giam tiểu thế giới. Lồng giam tiểu thế giới có hình cầu, cũng không lớn, đường kính chỉ có 5.000 mét, bên trong ngoài trừ hơn 1.000 đầu bát thú tộc bị Tô Hạo cầm tù,
thì còn có nhiều bùn đất cùng nham thạch. Các bạn vừa nghe xong tập 101 của bộ truyện Nhật ký Thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.